tặng cho hai má và người chị gái cũng đến từ với anh với trai đến từ thành phố Rạch Giá xuống thị xã Hà Tiên ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị cùng khách đã có mặt trong buổi tiệc tối hôm nay, một số tác của các vị một nhà phẩm của TD Ngỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.